Bác sĩ ơi, cháu bị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm lưng. Bệnh viện người ta nói phải mổ. Cháu đang phân vân vì không có tiền. Bác sĩ tư vấn cho cháu với. Chào cháu, mổ hay còn gọi là phẫu thuật đối với bệnh nhân thoát vị đĩa đệm là cả một vấn đề nhạy cảm. Không phải vì chi phí cao, bởi vì tỷ lệ thành công của phẫu thuật thấp. Không phải tự nhiên, trước khi làm thủ tục mổ mà bệnh viện lại yêu cầu bệnh nhân ký cam kết không truy cứu hay không chịu trách nhiệm. Chưa kể đến tỷ lệ tái phát của hậu phẫu thuật cũng rất cao. Trong một bài viết được đăng tải vào năm 2016 trên trang web nick.gov của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đã công bố và khẳng định 90% bệnh nhân thoái hóa thoát vị đĩa đệm có thể điều trị bằng phương pháp bảo tồn mà không cần can thiệp bằng phẫu thuật, và tỷ lệ biến chứng cũng thấp hơn nhiều so với việc phẫu thuật. Thầy sẽ dịch ra tiếng Việt để mọi người cùng xem. Các bạn xem nhé. Trên 90% các trường hợp đau thần kinh tọa thoát vị đĩa đệm, cột sống thắt lưng được giải quyết bằng các biện pháp bảo tồn, điều trị dứt điểm thoát vị đĩa đệm, cột sống thắt lưng có nguy cơ biến chứng thấp hơn nhiều so với phẫu thuật và được đại đa số bệnh nhân ưa chuộng tin dùng. Để hỗ trợ và điều trị thoát vị đĩa đệm hiệu quả, cháu cần phải tuân thủ theo nguyên tắc 3T trong y học cổ truyền là: 1 là tĩnh dưỡng, 2 là tập luyện, cái thứ 3 là dùng thuốc. Đặc biệt đối với bệnh nhân đau ở giai đoạn cấp thì tĩnh dưỡng nằm nghỉ ngơi là bắt buộc và được coi là chìa khóa vàng để khỏi bệnh. Thậm chí nhiều người chỉ cần nằm nghỉ và luyện tập là cũng có thể tự khỏi mà không cần phải dùng đến thuốc. Cháu có thể nằm ngửa hoặc nằm nghiêng, miễn sao mình cảm thấy tư thế nó dễ chịu, đỡ đau là được. Vì khi đó chính là lúc dây thần kinh không bị chèn ép. Ngoài ra, cháu có thể kết hợp luyện tập thêm một số bài tập như dựa tường, bài tập con thằn lằn để kéo giãn cột sống. Thay vì nam dược trị nam nhân.